Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Hiên, Hoàng Trọng Thuyền trân trọng kính chào tất cả quý khán giả, chào đón quý vị trở lại với thời sự thế giới sau cà phê sáng. Một ngày đầy biến động hôm qua và đến sáng ngày hôm nay vẫn còn biến động liên quan đến tài chính. Thế nhưng thời tiết thì quá tuyệt vời từ ngày hôm qua. Thảo Hiên, có tuyệt vời cho tới Tết không? Hơi xa, em không nói trước được thưa quý vị và các bạn. Dạ vâng, chỉ biết là hôm nay đó thì quý vị thấy là nhiệt độ có giảm chút xíu so với ngày hôm qua. Hôm nay ở Westminster với Garden Grove cao nhất cũng chỉ có khoảng 65-66 độ thôi. Dạ vâng, mát. Nhưng mà bắt đầu chiều tối nay đó thì gió Santa Ana Wind lại quay trở lại. Cái khuyến cáo về gió lớn đó là sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm nay, nhưng mà cho khu vực chẳng hạn như là San Bernardino rồi về gần khu vực San Diego đó thưa quý vị, bởi vì chiều hôm nay những cái nơi đó thì gió khoảng từ 20 cho đến 30 dặm một giờ và kéo dài luôn qua cho đến ngày mai, cho nên quý vị thấy là từ đây cho đến cuối tuần đó nhiệt độ tăng khoảng từ 70 cho đến 75 độ, để rồi qua chủ nhật đó cái gió Santa Ana Wind nó qua đi thì nhiệt độ quay trở về cái mức là khoảng 60 mấy độ. Vào hôm chủ nhật, sau khi giới đầu tư nghe ngóng những cái tin tức để chuẩn bị trao đổi cho sáng thứ hai hôm qua đó, thì họ hay tin là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh, Bộ Ngoại giao ra lệnh cho nhân viên mặc dù có giới hạn nhưng mà đã bắt buộc một số những nhân viên, và kể cả bên phía Tòa Bạch Ốc cũng yêu cầu công dân Mỹ có mặt ở Ukraine, nhất là tại thủ đô Kyiv, nên trở về nước vì nguy cơ chiến tranh. Những cái tin tức đó đã gây biến động, và ngày hôm qua có lúc Dow Jones rớt xuống 1.000 điểm thưa quý vị, 600, 700, 800 nhưng mà liên tục. Cho đến cuối ngày, quý vị có thể tưởng tượng không? Tự động sau gần trước 4 giờ chiều, tự nhiên những cái tin tức họ cho thấy rằng chắc có lẽ không xảy ra chiến tranh đâu rồi, thương lượng rồi, những cái biến động đó không đến nỗi quá tệ hại như tin tức vào ngày chủ nhật vào buổi sáng thứ hai. Từ 1.000 điểm lấy lại hết, là thậm chí Dow Jones lại có được màu xanh nữa. Họ nói chưa bao giờ mà thị trường chứng khoán trong vòng một ngày mà rớt 1.000 điểm, lấy lại 1.000 điểm còn có lời chút đỉnh nữa. Thế nhưng cái tình hình đó đến sáng ngày hôm nay nó lại tương tự như ngày hôm qua. Tuy nhiên giới đầu tư hơi lo ngại, bởi vì sáng ngày hôm nay đại diện cho Quỹ Dự trữ Liên bang Ngân hàng Trung ương sẽ có cuộc họp, và ông Jerome Powell sẽ chính thức tuyên bố xem là cái việc tăng phân lời để đương đầu với tình trạng lạm phát sẽ như thế nào. Ngày hôm nay, thưa quý vị, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và trên thế giới, nhưng mà Hoa Kỳ là mạnh mẽ nhất, bởi vì hiện nay chúng ta có mức cái tỷ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 4 thập niên qua. 4 thập niên, từ thập niên 80 cho đến giờ phút này chưa khi nào mà lạm phát nó cao đến như thế. Vì đại dịch, họ hy vọng là một khi đại dịch hết rồi, tình trạng mua sắm của người dân từ từ giảm dần. Vấn đề tắc nghẽn hệ thống cung cấp chuyển đổi hàng hóa cũng giảm thiểu, từ đó lạm phát sẽ giảm. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì lạm phát vẫn ở ngưỡng cửa quá cao 6,87%. Lạm phát là mối quan tâm thứ nhì, là bởi vì nỗ lực của Quỹ Dự trữ Liên bang Ngân hàng Trung ương là kiềm chế lạm phát. Và một trong những nỗ lực kiềm chế lạm phát là phải tăng phân lời. Khi mà phân lời tăng cao đó, nó làm giảm cái việc mà mua sắm rồi các công ty, nghĩa là bớt phát triển mạnh đi nữa. Bởi vì cái phân lời cao thì họ không có mượn thêm tiền. Trước đây phân lời thấp, gần 0%, mượn tiền rất là thoải mái.
và cộng thêm là mượn tiền dễ dàng phát triển kinh tế, đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Thì cái chuyện đó trong tương lai sẽ làm giảm, thì để cho cái lạm phát từ từ nó kịp được kiềm chế. Cả hai cái tin tức này đều xấu cả đối với giới đầu tư. Và vì thế sáng ngày hôm nay, ngay bây giờ đó, thì họ để cái chuyện mà tranh chấp chính trị giữa Ukraine và Nga qua một bên, họ tập trung vào để xem coi khi nào thì quỹ dự trữ liên bang sẽ tăng phân lời. Họ đã từng nghe là phân lời sẽ tăng 3 lần trong năm nay. Nếu mà 3 lần xảy ra thì thực sự đó, mỗi lần tăng nó tăng có 0.25% thôi, a quarter, 0.25%, nhưng mà tăng 3 lần là 0.75%. Cái tiền, cái phân lời tăng mặc dù thấp như vậy, nhưng mà phân lời trên thực tế ở ngoài thị trường nó cao hơn nhiều. Điều đó đã chứng minh trong cái việc mà quý vị đi mượn nợ tái tài trợ hoặc là mua nhà. Những cái tin tức này đã khiến cho Dow Jones hiện nay xuống 480 điểm. Chưa biết được có lấy lại được những cái điểm này tương tự như ngày hôm qua hay không. Nasdaq xuống 375 điểm. Cái khu vực công nghệ cao đó họ quan tâm nhất, bởi vì phân lời tăng rồi lạm phát tăng sẽ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của những công ty chuyên về công nghệ, thí dụ như Apple, Samsung vân vân. S&P 500 xuống 92 điểm, Nikkei xuống 457 điểm, tương tự như ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập đó. Bởi vì qua một ngày thị trường châu Á mới phản ứng để xem cái thị trường Hoa Kỳ như thế nào. Họ cũng quan tâm về vấn đề chiến tranh Ukraine và Nga. Hồng Kông xuống 412 điểm và Thượng Hải xuống 91. Riêng với Trung Quốc đó, có thể là có một cái thương lượng nào đó giữa Trung Quốc với Nga. Bởi vì nếu mà xảy ra cái cuộc xâm lăng thì Thế vận hội Bắc Kinh coi như dẹp qua một bên. Người ta đâu còn quan tâm đến thi đấu thể thao nữa đâu. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 1,749, tăng chút xíu mà thôi. Dầu lên 1 đồng 32, 84 đồng 63, nhưng mà giảm hơn so với tuần trước, có lúc lên tới 88 đồng. Vàng lên được 5 đồng 2, ở mức 1.846 đồng 90 sen. Vàng trong thời gian qua đã tăng từ 1.700, bây giờ lên tới 1.846. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì công ty Pfizer cho biết là họ đã chính thức thực hiện cái cuộc thử nghiệm cái loại vaccine mà bây giờ đây là cái loại vaccine mà họ đã có điều chỉnh để mà cố tình nhắm vào cái biến thể Omicron. Thưa quý vị, thì cái cuộc nghiên cứu này đó, Pfizer cho biết là họ đã có 1.420 tình nguyện viên, đây toàn là người trưởng thành, khỏe mạnh, độ tuổi từ 18 đến 55 để mà thử thuốc. Thì thứ nhất, họ cái cuộc thử nghiệm này của Pfizer đó, họ chia ra thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên đó là gồm 600 người. 600 người này đã được chích hai cái mũi Pfizer đầu tiên rồi, và cách đây khoảng từ 3 cho đến 6 tháng. Và bây giờ đó họ sẽ được chích cái mũi thứ ba, gọi là mũi booster. Nhưng mà cái mũi booster này đó là đã được Pfizer họ cải thiện. Cái mũi booster này là nhắm để mà xem là cái khả năng của cơ thể khi mà cái loại vaccine mà nhắm cái con Omicron này đó, khi mà chích vào trong người là cái mũi booster, thì cái cơ thể phản ứng như thế nào, có sản sinh ra miễn dịch hay không, và có an toàn cho cơ thể hay không. Và cái nhóm thứ nhì nữa đó là những người này họ đã được chích hai mũi Pfizer đầu tiên, cái loại thuốc mà original đó, nghĩa là không có bị pha chế gì hết, và đã chích một cái mũi thứ ba booster mà chúng ta đã chích hiện nay, và chích một cái mũi thứ tư nữa là cái loại mà hiện nay là nhắm vào con Omicron. Và một cái nhóm người nữa là những người này chưa hề chích vaccine, thưa quý vị, thì chích liền hai cái mũi đầu tiên này, nhưng mà là cái loại mà đã được pha chế rồi để mà nhắm vào con Omicron, thì họ sẽ xem là cả ba cái loại như thế này đó, vừa nhưng chúng ta cũng nghe cái loại cái nhóm thứ nhất đó là chích vaccine bình thường, rồi có booster là cái loại mới sau này, rồi cái nhóm cuối cùng là những người chưa hề chích vaccine bao giờ và bây giờ họ chích là cái loại vaccine mới, thì để xem là cái đối tượng nào cơ thể sẽ có phản ứng với cái con Omicron và có an toàn hay không.
Ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden, trong lúc mà cái microphone nó đang mở, thì ông đã tuyên bố ra một câu là âm mỹ giới truyền thông loan tin. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Chewy Z, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Theo Liên Hoàn Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, chiều ngày hôm qua hầu hết các giới truyền thông và trên truyền hình đã loan bản tin liên quan đến Tổng thống Joe Biden lỡ lời. Thực sự thì nếu chúng ta theo dõi những cái cuộc họp báo trước đây đó, ông hay buông ra những cái câu nói, nghĩa là chỉ trích những cái phóng viên nếu mà đặt câu hỏi. Và thường chúng ta cũng thấy những cái sự đục độ đó dưới thời của cựu Tổng thống Trump cũng thế, đưa ra những cái lời mà mắng nhiếc người phóng viên. Bởi vì đôi khi phóng viên họ hỏi những câu hỏi cũng khó trả lời lắm. Cho nên ngày hôm qua, người phóng viên nào, và đặc biệt cái trường hợp này, như chúng ta thấy dưới thời của ông Trump, ông đụng độ với CNN đó, thì bây giờ thì Fox, phóng viên này, ông Peter Ducci, đặt câu hỏi vào lúc mà cái cuộc họp báo nó sắp giãn tuồng hết cuối cùng rồi. Ông mới nói với theo, ông hỏi chứ Tổng thống Joe Biden, ông có nghĩ cái tình trạng mà lạm phát này sẽ gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ về mặt chính trị hay không? Thì câu hỏi đó thì thực sự thì ông Biden không cần trả lời cũng không sao, bởi vì đến cuối rồi. Nhưng mà ông nói lâm bâm trong miệng đó, ông buộc ra, ông nói đồ cái thằng ngu như chó. Cái chữ nó hơi nặng, thưa quý vị, với tiếng Anh như thế. Và khổ nỗi á, cái microphone nó lại đang mở, nó chưa có tắt. Ông cứ lầm bầm, thế là người ta nghe được. Và anh Peter Ducci, anh nói là tôi không nghe, lúc đó trong cái phòng họp đó, nó quá ồn ào luôn, tôi không nghe. Thế nhưng khi mà tin tức này được loan ầm ĩ đó, đặc biệt là đài Fox loan tải, thì nửa tiếng đồng hồ sau, chính Tổng thống Joe Biden đã gọi điện thoại trực tiếp đến người phóng viên này và xin lỗi. Ông nói như thế này, tôi xin lỗi, tôi đã lỡ lời như thế, nhưng mà không có gì đâu, cái đừng có take it personally, đừng có nghĩ là tôi nhắm anh và cái chuyện cá nhân. Ông chỉ nói đến thế và gửi lời xin lỗi, xem như là chuyện ngày hôm qua đã xong. Nhưng mà cái việc mà một người tổng thống mà buông ra những cái lời lẽ mà mắng nhiếc phóng viên như vậy, nó trở thành một cái chuyện mà cho thấy được trong các cuộc họp báo đó, các câu hỏi mà họ ép, thường là dồn ép để tìm hiểu xem cái chính sách hiện nay, mà toàn là những cái chính sách khó khăn. Nhất là mặc dù ông Joe Biden đã từng lên tiếng nhiều lần để giải thích về tình trạng lạm phát hiện nay, nhưng mà khó lòng mà kiềm chế được cái tình trạng lạm phát. Cho nên trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông tập trung đề cập đến cái nỗ lực của phía Hoa Kỳ đương đầu với cái tình trạng chiến tranh có thể xảy ra. Và ông đã tuyên bố việc mà điều động cái binh số lên tới 8.500 binh sĩ đến phía Đông Âu để đương đầu với tình trạng mà lo sợ rằng sẽ xảy ra xâm lấn giữa Nga và Ukraine. Và thưa quý vị, ở tại Boston có một bệnh nhân đó, ông này đáng lý ra là sẽ được
phẫu thuật thay tim thì mới tiếp tục sống được, nhưng mà bây giờ đó cái lịch trình mà giải phẫu thay tim cho ông đã bị bệnh viện họ hủy với cái lý do là người bệnh nhân này không chịu chích COVID vaccine, và gia đình của ông đó hiện nay đang chỉ trích cái quyết định này của bệnh viện. Thì đây là ông DJ Ferguson thưa quý vị, cái sức khỏe của ông đó trong vòng vài tháng qua nó rất là tệ, từ đang có thể tự thở được nhưng mà bây giờ đó cái tim của ông nó bắt đầu nó ngày một không có hoạt động được nữa, và bây giờ là phải cắm ống trợ thở và ông cần phải được thay tim bất cứ lúc nào thì mới có thể duy trì mạng sống. Và vốn đó là ông nằm ở trong cái danh sách waiting list của cái bệnh viện gọi là Brigham and Women's Hospital ở Boston, và đáng lý là ông có lịch sẽ được thay tim trong vòng tuần này, nhưng mà bây giờ đó cái hệ thống của bệnh viện họ đã loại ông khỏi cái spot mà cần được thay tim, bởi vì cái hồ sơ cho thấy ông nhất định không chịu chích ngừa vaccine, mà cái quy định của bệnh viện đó thưa quý vị là tất cả những bệnh nhân mà cần phải transplant, không chỉ thay tim mà thay tất cả những cái bộ phận nào cơ thể đó, thì quy định là họ phải chích ngừa COVID, mà không chỉ riêng COVID, tất cả những cái loại vaccine cho những cái loại bệnh thông thường trước đây đó là người bệnh này cần phải được chích hết. Thì cái lý do đó mà phía bác sĩ cái bệnh viện này họ đưa ra đó là thứ nhất, khi mà bệnh nhân họ phải chích để mà thứ nhất giữ an toàn cho cái ekip của bác sĩ và y tá thực hiện cái cuộc phẫu thuật đó, và thứ nhì nữa là khi mà được chích vaccine đầy đủ đó thì cái cơ hội sống sót cũng như là bình phục cho cái người bệnh nhân nó cao hơn rất là nhiều. Không riêng gì về COVID thưa quý vị, mà có những cái loại bệnh trước đây như là chicken pox rồi Aruba vân vân, thì những người bệnh nhân này phải được chích hết. Nhưng và cái bệnh viện này họ có nhiều địa điểm ở tất cả các tiểu bang, thì ở khắp Hoa Kỳ này họ có cùng một cái quy định như vậy. Và CDC họ cũng nói rằng những bệnh nhân nào mà cái hệ miễn dịch yếu đó, khi mà cần phải phẫu thuật thì phải được chích vaccine, đặc biệt là phải ngừa COVID thì mới nên có những cái cuộc phẫu thuật đó. Thì bệnh viện này họ cũng theo đúng cái guidelines của CDC, nhưng mà bây giờ phía gia đình của ông Ferguson đó thì nói rằng cái việc mà bệnh viện tự động loại ông ra như vậy đó, bây giờ cái mạng sống của ông nó như chỉ mành treo chuông như vậy. Bây giờ ông vẫn nhất định ông không chịu chích thưa quý vị, và cái việc bệnh viện bỏ mặc ông như thế thì có thể trong vòng 1-2 tuần nữa ông này ông sẽ qua đời chỉ vì cái quy định nó ngặt nghèo của bệnh viện. Chuyện của nữ danh ca Adele vẫn chưa kết thúc ngày hôm nay, sau khi các phóng viên họ muốn đi tìm hiểu để liệu xem thực sự cái chuyện mà Adele đình hoãn, trì hoãn cái chương trình trình diễn ở Caesar Palace Las Vegas mà lẽ ra khởi đầu từ thứ sáu vừa rồi là cái show diễn đầu tiên. Nhiều người đã mua vé và chúng tôi hôm thứ sáu cũng đã loan tin tuần rồi gửi đến quý vị, và chính cá nhân chúng tôi cũng chấn động bởi vì dự tính là mua vé để đến xem Las Vegas tốn kém vô cùng thưa quý vị, mà may là mình ở miền Nam California đó, chỉ cần lái xe thôi đó quý vị, tưởng tượng rất nhiều người ở ngoại quốc Canada, Úc vân vân và kể cả Anh nữa, họ muốn nhân cơ hội đến Hoa Kỳ này du lịch, đến Las Vegas chơi cả một tuần lễ luôn nữa, mua vé đầy đủ rồi. Nhiều người từ phi trường đi limousine đến Caesar Palace đã nhận được tin tức là Adele lên tiếng hủy cái chương trình trình diễn từ hôm thứ sáu. Thế thì đến sáng ngày hôm nay tin tức ghi nhận được đó, mặc dù Adele nói rằng do COVID, do vấn đề delivery, khi mà Adele khóc lóc trên trang Instagram để kể lể với những người yêu chuộng đó, những cái fan của cô đó. Người ta vì việc không có phỏng vấn trực tiếp được với Adele và kể cả những cái nhân viên quản trị của Caesar Palace nữa, cho nên họ không biết thực sự cái chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau đó thì có người trong nội bộ mới kể lại đó là một trong phần trình diễn là họ sẽ dựng một cái hồ bơi, một cái bể bơi có nước đầy hết luôn nữa. Adele xuất hiện từ ở dưới, có máy đưa lên như là thoát ra từ dưới đại dương vậy đó. Nhưng mà rồi quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Adele nhìn thấy cái hồ bơi đó, cô nói muốn ói luôn.
Thì ghê quá, tôi nhất định không chịu làm cái trò này. Thế thì thưa quý vị, ban quản trị rồi ban tổ chức họ nói ô cái này mình đã dựng lên hết rồi, nó nằm trong một phần trình diễn, bây giờ thay đổi nó không có kịp nữa. Thì đó là vấn đề đã khiến cho Adele nổi giận và nói nếu mà không dẹp cái màn này đi đó thì tôi sẽ không trình diễn. Thế là hai bên cãi cự nhau, cuối cùng thì hủy luôn. Và cái chuyện hủy này của Adele đó, nó gây tổn thất khá nặng cho Caesar Palace. Còn cô thì nhiều tiền quá rồi, hủy cái chuyện này thì đâu cần phải sống ở Las Vegas 3 tháng đâu. Caesar Palace dành cho cô cả một cái tầng cao để sống một mình, tương tự như những siêu sao khác, suốt 3 tháng để trình diễn không phải mỗi ngày thưa quý vị, như là Celine Dion hoặc là Britney Spears trước đây, nhưng mà chỉ có cuối tuần thôi. Mỗi một lần trình diễn như vậy đó cũng có thể mang về khoảng 700.000 Mỹ Kim tới 1 triệu Mỹ Kim một show. Nhưng mà Adele hủy, tội nghiệp cho những người đã lỡ mua vé. Có người tốn kém 10.000 đô la một vé để đứng sát với Adele. Những cái vé mà sát Adele là 10.000 đô la. Thì họ bây giờ thì không biết được tình trạng vé, bởi vì bên Ticketmaster họ nói giữ vé đó. Nhưng mà tin tức sáng ngày hôm nay, bởi vì khi mà hủy như vậy đó, Caesar Palace, cái chương trình trình diễn kế tiếp đó đã có người đặt chỗ rồi, không có hủy người ta được, trong đó kể cả Sting, Rod Stewart và những nhân vật khác, cho nên chắc có thể là phải rời cho tới sang năm. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, mới đây thì bà thống đốc của New York, bà Kathy Hochul, hiện nay bị một cái đơn kiện của một cái công ty. Công ty này đó bây giờ họ tố cáo là bà đã dùng cái quyền thế, cái sức ảnh hưởng của mình để mà giúp cho một cái công ty khác thu mua công ty của họ với một cái giá rất là bèo thưa quý vị. Đây là liên quan đến một cái vụ thu mua của một cái công ty có license bán medical marijuana. Thì cái chuyện là như thế này, trước khi mà bà Hochul bả lên đó, thì dưới cái thời chính quyền ông Andrew Cuomo thì ông có những cái quy định kiểm soát rất là ngặt nghèo những cái dispensaries mà họ có license để mà kinh doanh medical marijuana thưa quý vị. Cho nên là toàn tiểu bang New York chỉ có 10 cái công ty là có license mà thôi. Nhưng mà sau khi mà ông Cuomo ổng từ chức đó, bà Hochul bả lên thì bà đã nói là bà sẽ nới rộng ra, nghĩa là thả lỏng ra các quy định để mà cho nhiều công ty khác, để cho cái thị trường này nó nhiều công ty ở những cái tiểu bang khác họ vào họ kinh doanh. Chính vì vậy mà cái công ty có cái tên là MedMen thưa quý vị, là một trong 10 cái công ty duy nhất ở New York họ có license. Thì trước khi cái thời bà Hochul bả lên đó, là vốn dĩ cái công ty MedMen này cũng chắc kinh doanh cũng không có được khá ở New York, cho nên là họ đang có một cái deal họ sẽ bán công ty, nhưng mà cái người mua đó gọi là Ascend Wellness thì lại trả một cái giá quá bèo, chỉ có 75 triệu thôi. Thì MedMen họ lúc đầu họ cái deal này đang dùng dằn thưa quý vị, và đáng lý ra là đến ngày 10 tây tháng giêng này đó là cái deal này sẽ expire, bởi vì hai bên vẫn không có đạt được cái thỏa thuận với cái giá như mà MedMen họ muốn là trên 100 triệu.
Tuy nhiên cái vấn đề nằm ở chỗ đó là bây giờ theo cái đơn kiện của công ty Medman đó thưa quý vị, là vào ngày 8 tây tháng 12, nghĩa là một tháng trước khi cái deal này expire, thì có một cái buổi fundraiser do những cái người mà cố vấn của văn phòng bà Hoko đó tổ chức ra dành cho giới đầu tư medical marijuana thưa quý vị. Và cái công ty mà muốn mua lại Medman đó là Ascend Wellness cũng tham gia vào cái cuộc fundraiser này. Thì bây giờ theo đơn kiện đó, ông chủ của cái Ascend này đã đóng góp cho văn phòng của bà Hoko 50.000 Mỹ Kim. Và sau đó ông này, ông đã được gặp với những người mà đại diện văn phòng của bà Hoko. Và đến ngày 10 tây tháng 12, nghĩa là chỉ có 2 ngày sau khi mà cái cuộc fundraiser diễn ra, thì văn phòng của bà đó đã thành lập một cái office, họ gọi là Cannabis Management thưa quý vị. Và văn phòng này đã phê duyệt hàng loạt những cái cuộc thu mua những cái công ty mà bán medical marijuana, trong đó có cái deal của Medman này với lại Accent Wellness. Và văn phòng của bà đã chấp thuận với cái giá chỉ có 75 triệu, mà bây giờ Medman họ nói rằng cái lý do mà văn phòng của bà Hoko đã mau chóng thông qua những cái deal này đó là bởi vì cái phía người mua đã đóng góp 50.000 cho cái quỹ của bà và đã có tay trong của phía bà Hoko này. Cho nên bây giờ đó, phía công ty Medman họ đã nộp đơn kiện lên tòa án xin tòa không có thông qua cái vụ mua bán này, bởi vì họ nói rằng phía người mua đã được bà Hoko nói chung là cho những cái quyền lợi quá thuận lợi thôi quý vị, mà đáng lý ra với cái giá 75 triệu là phía Medman họ không có đồng ý. Thì bây giờ tòa án ở Manhattan đã thụ lý cái đơn kiện này, nhưng mà không biết là cái quá trình mà phía văn phòng của bà chấp thuận này nó có bất hợp pháp hay không, hay là hoàn toàn là hợp pháp và Medman sau đó sẽ bị thua. Sáng ngày hôm nay, chỉ số minh bạch tham nhũng trên toàn cầu International Transparency được nghiên cứu vào năm 2021, đưa ra danh sách. Và danh sách này được xem là quan trọng, thưa quý vị, liên quan đến một quốc gia đầu tư vào một quốc gia khác và đưa ra các chính sách về chính trị đối ngoại với những cái quốc gia khác. Và chỉ số này cung cấp cho các quốc gia để một mặt là khuyến khích họ nên cải thiện cái tình trạng minh bạch tham nhũng biển thủ. Cái chỉ số mặc dù họ nói là corruption, nhưng cái chuyện corruption này nó không chỉ là vấn đề tham nhũng mà còn bao gồm vấn đề nạn bè phái, tranh chấp chính trị, mâu thuẫn giữa các đảng. Và Hoa Kỳ đặc biệt trong năm 2021 đã rớt từ hạng 10 rớt xuống ngoài hạng 25. Trong những năm trước đó, Hoa Kỳ nằm trong danh sách 25 quốc gia có cái chỉ số minh bạch và tham nhũng tốt trên thế giới. Bây giờ lọt ra khỏi danh sách 25 đó. Và trong số điểm, cái thang điểm rất là thấp. Tính từ 0 điểm cho đến 88 điểm, 0 điểm cho tới 100 điểm. Thì thưa quý vị, 3 quốc gia đứng đầu trên thế giới về minh bạch, không tham nhũng, không biển thủ, không tranh chấp chính trị, không nạn bè phái: Đan Mạch, Phần Lan và Tân Tây Lan, 3 quốc gia văn minh nhất trên thế giới. Và các chỉ số này cũng cho phản ánh được cái vấn đề văn minh, dân chủ của một quốc gia rất quan trọng thưa quý vị, để các giới đầu tư đó, công ty lớn họ cũng có cuộc nghiên cứu riêng. Thí dụ như họ muốn đầu tư vào Việt Nam thì sẽ có một cái nhóm nghiên cứu để mà phía Việt Nam nói: ồ, anh muốn xin tờ giấy này hả, đóng 1 triệu đô la, anh muốn thông qua một cái dự án đó đóng cho chúng tôi 1 triệu đô la. Thì đó là cái tình trạng tham nhũng chúng ta thường nghe thấy. Nhưng mà cái tình trạng về minh bạch, về dân quyền, nhân quyền của một quốc gia cũng nằm trong danh sách này. Sau đó như chúng tôi đã thưa đó, 3 quốc gia này xếp hạng 88 cao nhất. Hoa Kỳ chỉ có 67 điểm mà thôi và lọt ra bảng xếp hạng 25 quốc gia minh bạch nhất trên thế giới. Lý do họ nói là năm 2020 đã xảy ra cái tình trạng gọi là tranh chấp chính trị liên quan đến việc
mà một tổng thống không chấp nhận kết quả bầu cử và dẫn đến cái tình trạng chia rẽ trầm trọng trong thành phần đảng phái Cộng hòa và Dân chủ. Cái chuyện đó, tranh chấp bầu cử không thôi đó, cũng đã khiến cho Hoa Kỳ lọt khỏi danh sách về minh bạch. Anh Quốc, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Singapore, đây là những danh sách mà cả bao nhiêu thập niên qua đều đứng đầu trong bảng xếp hạng, để chúng ta thấy được các quốc gia này văn minh và họ có được cái phong thái chính trị rất là văn minh như thế nào giữa các đảng với nhau, và tiếp tục xếp hạng cao. Nhật Bản thì cũng lọt ra khỏi danh sách 10 quốc gia, thưa quý vị, rớt xuống có 73 điểm thôi. Và trong đây chúng ta nhìn sang châu Á để tìm hiểu xem Việt Nam xếp hạng mấy. Và một điều ngạc nhiên, thưa quý vị, không xếp hạng chót mà nằm ở giữa. Việt Nam được xếp hạng chung với các quốc gia như châu Phi, Tanzania, Suriname, North Macedonia, Maroc, Ethiopia, Colombia, Kosovo, 39 điểm chung với các quốc gia này, nằm ở giữa quốc gia có chỉ số về minh bạch và tham nhũng. Còn trên cả Brazil, Argentina luôn, và trên cả Turkey luôn, thưa quý vị, Turkey, Argentina, Brazil được có 38, Việt Nam được 39 điểm. Trong đó các danh sách quốc gia nào tệ hại nhất trên thế giới: South Sudan, Syria, Somalia, Venezuela. Riêng với các quốc gia này đó, bởi vì chính phủ độc tài toàn trị, và thậm chí đó họ xếp điểm còn tệ hơn cả North Korea nữa. North Korea họ nói mặc dầu độc tài toàn trị cũng ghê gớm như thường, nhưng mà cái phong cách để mà tham nhũng nó còn tệ hại hơn cả Bắc Hàn. Campuchia cũng rất tệ, có 23 điểm thôi, thưa quý vị. Một quốc gia láng giềng, kể cả Lào nữa. Vâng, Campuchia, Lào, quốc gia cộng sản như thế này cũng bị ảnh hưởng chung. Lào thì được 30 điểm, nhưng mà Campuchia được có 23 điểm thôi. Một lần nữa, Việt Nam đạt được điểm là 39. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Chu Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Natural Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, khi mà nói đến những cái quốc gia mà có cái nạn tham nhũng rồi chính phủ tệ hại thì không thể nào không nhắc đến Mexico. Bởi vì chúng ta cũng biết là chính quyền ở đây đó, chính các nhà lập pháp mà kể cả những người làm ở trong cảnh sát này nữa, thì đa số đều là bảo kê cho các băng nhóm tội phạm. Bởi vì những cái người làm trong chính quyền này, nếu mà nếu không theo chúng thì cuối cùng cũng sẽ bị những cái băng nhóm tội phạm này chúng ám sát cho đến chết. Cho nên là ở cái quốc gia này đó, cái việc mà chính quyền tham nhũng rồi băng đảng hoành hành nó không có chuyện gì lạ. Nhưng mà hậu quả đó là ký giả ở cái quốc gia này bị giết được xem là nhiều nhất ở trên thế giới. Chỉ trong vòng có một tuần qua thôi, thưa quý vị, 3 người ký giả ở Mexico đã bị giết chết bởi băng đảng. Mà người mới nhất, đây là nữ ký giả có cái tên là Lourdes Lopez. Bà mới bị giết vào tối hôm Chủ nhật ở tại một cái thành phố gần biên giới với Tijuana. Thì được biết là bà Lopez đó, trước khi mà chết, bà đang
đi tìm hiểu về những cái vấn đề ăn hối lộ của chính quyền địa phương ở tại Tijuana, và đặc biệt đó là vào năm 2019 thưa quý vị, bà đã lập ra một cái tổ chức Human Rights gọi là Article 19, chuyên viết về những cái tình trạng ký giả và những nhà đấu tranh cho nhân quyền ở đất nước này bị băng đảng đe dọa, rồi những cái vụ mà tham nhũng của chính quyền. Và năm 2019 trong một cái buổi mà gặp gỡ với lại ông Tổng thống Obrador, chính bà cũng nói rằng bà cần cái tổ chức của bà cần được sự bảo vệ của chính phủ, bởi vì liên tục tất cả các thành viên bị băng đảng đe dọa, và kể cả những cái chính trị gia mà đang bị tổ chức này điều tra đó thì cũng ngấm ngầm đe dọa bà là không được viết bài nữa. Thì nhưng mà lúc đó ông Tổng thống Obrador đã không có làm gì để mà bảo vệ cho bản thân bà hoặc là cái tổ chức Article 19 này hết. Thì đặc biệt đó, theo như các tờ báo truyền thông ở Mỹ cho biết là có họ nghi ngờ bà bị ám sát, bà bị bắn chết ở khi đang ngồi ở trong chiếc xe thưa quý vị. Phía cảnh sát nói rằng khi họ nhận được tin đến lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật đó, là thi thể của bà bị bắn từ ở trên mặt, trên đầu đầy hết khắp người, khi mà họ đến bà đã tắt thở rồi. Thì bây giờ báo chí họ nghi ngờ là có thể cái công việc của bà đó là bà, bởi vì bà vừa mới thưa kiện với một cái nhân vật rất là quyền lực ở tại Tijuana. Được biết là cái ông này tên là Jamie Bonilla thưa quý vị. Ông này từng sở hữu một cái đài truyền hình, nhưng mà sau đó ông đã tham gia vào chính trường khi mà đã ra tranh cử thành công với cái tư cách là ứng cử viên của đảng Morena, và đây cũng là đảng cầm quyền của ông Tổng thống Obrador nữa. Thì bây giờ cái ông Bonilla đó, ông đã được đắc cử thành thống đốc của tiểu bang Baja California vào năm 2019. Thì bà nữ ký giả này đã có một cái vấn đề kiện tụng với ông Manolo này, và trước khi mà bà bị bắn chết đó, bà vừa mới thắng cái đơn kiện. Thì bây giờ báo chí ở tại Mexico họ nghi ngờ là có thể vì cái đơn kiện này tranh chấp, và cũng vì những cái việc mà điều tra cái ông Manolo này, mà có thể bà đã bị thanh trừng. Và nhân tin tức này, chúng tôi chuyển sang cái tin hồi nãy có đề cập đến cái chỉ số minh bạch và tham nhũng. Mexico được xếp hạng tệ hại 31 điểm mà thôi. Nếu dùng Việt Nam đứng ở giữa 39 điểm thì Mexico được có 31 nữa. Liên quan đến vấn đề mà hối lộ tham nhũng, nếu mà quý vị sang Mexico mà bị cảnh sát chặn lại, thường là họ nhìn thấy mặt để mà du khách vân vân là họ chặn lại, gây khó dễ nhất là vào ban đêm, trả tiền hối lộ là xong. Và nếu mà so sánh là Thái Lan có 35 điểm thôi, Thái Lan còn tệ hơn Việt Nam về chỉ số minh bạch và tham nhũng nữa. Quay sang Ukraine ngày hôm nay, sau khi mà nhận tin bên phía Bộ Ngoại giao ra lệnh cho nhân viên tòa đại sứ ở thủ đô Kiev nên rút khỏi tòa đại sứ đó, thì chính phủ Ukraine ngày hôm qua và kể cả ngày hôm nay nữa cũng lên tiếng là trấn an mọi người, và họ nói rằng xem ra cái chuyện mà mặc dù là Nga dồn quân điều động cả hàng trăm ngàn quân đến biên giới với Ukraine, nhưng mà họ thấy những cái chuyển động về quân sự đó chưa có, việc mà tuyên chiến chưa có, cho nên họ nói không có như là bên phía Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới lo ngại, và vì vậy họ trấn an người dân. Tuy nhiên bên phía Hoa Kỳ khi mà họ chuyển số viện trợ về vật cụ cung cấp cho Ukraine này, Ukraine cũng đã nhận cái số hàng này. Cho đến giờ phút này thì tình trạng có căng thẳng đúng, nhưng mà bên phía Ukraine họ nói chưa có nã pháo đầu tiên, bắn viên đạn đầu tiên từ phía Nga, và họ không nghĩ rằng cái chuyện mà chiến tranh mặc dầu nó có căng thẳng đó, nhưng mà Nga có thể xâm lăng Ukraine vào thời điểm này. Nga cũng đã khẳng định trong thời gian qua đó là họ không có ý đồ là sẽ xâm lược Ukraine. Họ muốn vấn đề ngoại giao, họ muốn những cái yêu sách để yêu cầu Hoa Kỳ, NATO không đón nhận Ukraine và các thành viên trong khối liên bang Xô Viết cũ làm thành viên của NATO.
Nhưng mà cái tiến trình thảo luận vẫn đang còn diễn ra mà, cho nên họ không có khẳng định, mặc dù cũng muốn dùng cái áp lực về chiến tranh đối với Hoa Kỳ và quốc tế. Một bản tin đã được đưa ra từ hôm cuối tuần nhưng mà đến ngày hôm nay cũng tạo ra mối quan ngại, thưa quý vị, đó là liên quan đến con khỉ. Một chiếc xe tải chở 100 con khỉ, và loại khỉ này đặc biệt được sử dụng trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu bệnh có thể gây hại, và trong các cuộc xét nghiệm liên quan đến của các hãng dược phẩm. Từ Pennsylvania trên con đường xa lộ xuyên bang chuyển tới Florida, không biết vì lý do nào tài xế lạc tay lái và ủi gây tai nạn. Chiếc xe thùng đã bị vỡ và các con khỉ này sổng chuồng. May mắn là nhân viên đã bắt kịp, tuy nhiên vẫn còn 3 con khỉ. Có thể đến giờ phút này họ, một là không bắt được đó, thì họ cũng bắn cho chết, bởi vì có thể là chúng mang theo mầm bệnh. Một người đi đường lái phía sau chiếc xe tải này dừng lại để hỗ trợ, để mà bắt những cái con khỉ này vào trong chuồng đó, thì cô gái này có nói cái tay của cô đụng vào cái thành chuồng, thì khi mà về nhà nó cô cảm thấy có một cái gì đó khó chịu ghê gớm như thường, ngứa rồi lên, cảm thấy khó chịu, cô sợ quá, cô đến để mà xin được chích và chích phòng bệnh. Đến giờ phút này thì bản tin nói rằng các con khỉ này đã được kiềm chế, không sao hết cho công chúng. Và thưa quý vị, theo như một cái tổ chức mà họ chuyên thu thập những cái vụ mà bị khi mà người đi bơi ở các bãi biển ở xung quanh Hoa Kỳ đó mà bị cá mập tấn công, cho thấy là vào năm 2021 những cái vụ mà bị cá mập tấn công nó lại tăng. Sau một năm những cái vụ này đã được giảm xuống. Thì chúng ta cũng nhớ là vào năm 2020 đó là cả thế giới chỉ có 52 vụ thôi, nhưng mà bởi vì lý do đại dịch tức đa số các bãi biển đóng cửa cho nên là những cái vụ tấn công nó giảm. Nhưng mà riêng năm ngoái, năm 2021 đó, thì kinh tế mở cửa trở lại vân vân, du khách đi du lịch, thì đã ghi nhận là 73 vụ tấn công trên toàn thế giới, mà riêng ở Florida là nhiều nhất ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị, 28 vụ. Đây là những cái vụ mà unprovoked, nghĩa là không phải do người họ chọc cái con cá mập, mà tự dưng đang bơi thì cá mập nó nhảy lên nó tấn công, thưa quý vị. Thì mà trong 28 vụ ở Florida thì hết 17 vụ là nằm ở tiểu bang xin lỗi quý vị, ở quận Volusia, ở đó có cái Daytona Beach, cho nên là cái cơ quan này họ đưa ra cái số liệu này để mọi người cẩn thận, đặc biệt là ở tiểu bang Florida. May quá Thảo Yên không thích tắm biển, không sợ bị cá mập cắn. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và nếu vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.